Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Xúc Hàng Bãi này. Đấy thì hôm nay lại tiếp tục lên về những hàng lô cơ, mà có những hàng lô cơ hôm nay về là nó thiếu đồ và nó có sứt mẻ hay là nó có lỗi nhé. Hôm nay em lên thanh lý cho bác luôn này. Đấy thì các bác xem video thì vào xem video thì ủng hộ cho em xin một nút like nhé các bác nhé. Một đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy và bác nào quan tâm mã nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818132198 các bác nhé. Đấy, đây là một con này, là con không biết nó là tên được nó là cái gì đấy, nhưng mà nó bị chảy xước hết cái mặt này rồi, cái mặt này nó bị bong hết cái phần sơn ở đây rồi. Đấy, đồng hồ thì nó vẫn đang chạy như này. Đấy, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường, nhưng mà nó có cái lỗi của nó là lúc nó đánh chuông nó không phanh được. Đấy, đúng, đánh chuông nó không phanh được. Đấy, với lại nó bị bong hết cái này rồi, thì lại mất một cái kim phút nhá, kim giờ vẫn còn, kim phút mất rồi. Đấy, thùng bèn nó thì nó cũng là tương đối còn ok, rất đẹp. Cái thùng kiểu nó kiểu cái cánh thùng của nó rất đẹp, các bạn nhìn này, bác nhìn nhá. Đấy thì con này thì nó có chiều cao của nó là ghi tổng chiều cao của nó xuống đến đây thôi là 55, còn nếu thẳng xuống dưới được là 60 mấy phân này, 60 phân là 68 phân các bác nha. Đây, từ đây xuống đây mà xuống cái đế kia là 64 phân chứ, 65 phân, 65 phân. Đấy, xuống đấy là 65 phân. Đấy các bạn, còn chiều ngang của nó là đi, của mái của nó là đi 29,5, còn bụng này là 21 thôi. Đấy, con này thì nó đánh gông vòng, đánh gông vòng nhá. Đấy, con này bây giờ test cái vấn đề nhạc thì nó không có chỗ cái kim phút để mình xoáy, thì cái này em sẽ lấy cái kìm em vặn nhá. Cái này nó có chỗ test nhạc đây như này, bấm không lên à, đây này, đó đấy, nó đấy, đó nó là như vậy, đó nó đánh chuông, nó đổ chuông, nó không phanh. Đấy, cái lỗi của nó là như vậy. Đấy, lỗi đổ chuông không phanh. Đó, các bác hiểu không? Biết bệnh nó chưa? Đấy, các bác biết bệnh rồi thì bác liên hệ em nhé. Liên hệ em để dừng nó về để xử lý này. Em này em phải chất là cái lôi cái này xuống. Đấy, em lôi cái này xuống thì nó mới hết. Thế còn không là nó không hết đâu. Nó cứ đánh nhưng mà giãn cót thôi. Đấy, mà đánh trùng cót rồi nó ngừng hoạt động, tại vì em test em thấy nó như vậy rồi, đồng hồ thì chạy vẫn chạy bình thường. Đấy, nhưng mà bị cái lỗi là như vậy. Thì các bác nào quan tâm mã này thì lên mã cho em và lên mã thanh lý cho em nhé. Con này lên cho em cái mã của nó là mã số 200 mấy nhỉ, hôm qua là 125 rồi nhé, hôm nay là 126 này, F126 nhé. Đấy, F126 này. Đấy, F126, con này thì em gửi đến các bác là mã thanh lý nhé. Thanh lý cho con này là đi 1 triệu như anh nhé. Đấy, 1 triệu cho con mã 126 này. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho 1 triệu cho mã 126 này. Tiếp mã này nữa nhé các bạn nhé. Tiếp mã này nữa. Mã này cũng bị lỗi nhé. Con này thì em bỏ quả lắc ra. Đấy, bỏ quả lắc ra thì nó chạy. Đấy, bỏ quả lắc ra nó cứ cho tạch. Đấy, nhưng mà cho quả lắc vào là chạy được lúc là nó nghỉ, thì không hiểu tại sao. Đấy, nó là cái lỗi của nó nữa. Đấy, còn con này thì là những con kia là tay cót cứ còn đầy đủ hoàng hoàng nhé các bạn nhé. Đấy, chuông đánh ấy. Kẹt rồi. Đấy, nó đang đánh nó bị kẹt. Đấy, em phải để nghiêng như này thì nó mới chạy, nó mới lắc được.
thì không hiểu nó bệnh gì. Đấy, thì các bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em vào cái mã này nhé. Chuông thì đánh vì đánh không vòng mà nó đang bị kiểu như nó bị cạ và sao ạ. Con này thì tổng chiều cao của nó được đi 65 cm và chiều ngang của mái này thì được có 28 cm, còn lòng này được có 24 cm thôi. Đấy, con này thì nó mở cửa ra như thế này. Đấy các bạn nhé. Đấy, mở cửa ra là như vậy nhé. Gỗ con này còn nó bằng gỗ thịt nhé. Đấy, còn nó bằng gỗ thịt. Đấy. Con này đấy, nó phải để nghiêng, nó nghiêng nghiêng nó mới chạy được. Còn cho quả lắc vào mà để thẳng đứng như này thì nó chỉ được lúc thôi. Bác cứ để ý được lúc là nó nghỉ. Nó chạy hết cái quán tính của nó nghỉ. Còn nếu để nghiêng hẳn đi thì nó có chạy. Đấy, nó vẫn chạy. Nhưng mà đồng hồ sao nó để nghiêng thế được. Đó thì các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã số 127. Con mã F127 nhé. Đấy, thì con này thì em gửi đến các bác là đi $1.100.000 coi nhá, 1.100.000 đấy, cho mã 127 này, mã thanh lý này. Thôi cái này em, cái này đó, 1.127.000, à quên, 1.100.000 cho mã 127 các bác nhá, F127. Đấy, nó có lỗi nhá, nên cái dòng này em lên thanh lý là nó có lỗi nhá. Đấy, thì em báo trước cho bác biết, các bác về bác xử lý như nào thì xử lý nhá. Đấy, lên mã 127, 1.100.000. Rồi lên một con AK cót được 4 ngày. Con này thì nó vỡ cái này. Đấy, còn cái này thì nó vẫn chạy, vẫn đang chạy này. Đó. Chuông là đánh rất nhanh. Con này 30 phút không đánh chuông. Đó. Đấy thì con này cũng là thanh lý nhá, vỡ này, bị vỡ. Con này chiều cao của nó được đi 58 cm. Và chiều ngang này được 27, lòng này được 24 và đường kính của nó 16 cm. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã số 128. Con này kính mò, con F128 này. Con này lên mã cho các bác là cũng là thanh lý nhá. Đấy, cái này cũng là mã thanh lý tại nó vỡ này. Đấy, và cái chuông đánh rất nhanh, em không hiểu, đánh rất nhanh. Cũng là 1.100.000 nhá. 1.100.000. Đấy, cho mã 128 này. Đấy. Đang chạy bình thường, cũng đang chạy bình thường luôn. Đó, 1.100.000. Rồi lên con này. Con này là con Tanaku cái gì đây? Đấy. Con này thì nó cũng vẫn đang chạy bình thường nhé, đang chạy bình thường luôn. Đấy, nhưng mà cái này thì nó cũng ở này nó cũng vỡ một, mất một góc cái này, mất một hột con miếng. Con này thì chiều cao của nó được 48 cm và chiều ngang này được 23.5 cm, đường kính của nó 15 cm thôi. Đấy, con này lên mã cho em là mã 129 nhé. Con này thì có tiếng chuông của nó như này. Đó, 30 phút là có một chuông. Đó, con này nó có nút tép chuông nhé. Nên các bác có cái cần ở đây, bác ấn lên là nó sẽ đánh gọi là tép chuông. Nó lên mã cho là mã 129 này,
F1 29 con này em gửi đến bác là 1.1.000 nhé. Đấy, 1.1.000. 1.1.000 cho mã F1 29 này. Đấy, đang chạy nhé. Rồi lên một con thanh lý nữa này, con này cũng vỡ này. Đấy, con này vỡ cái phần nắp rồi, con này nó hơi cũ nhưng phần vỡ phần nắp rồi nhé, con này cũng không vòng này. Đấy, đồng hồ vẫn chạy bình thường. Con này cốt của nó rất là to các bạn, cốt to lắm, quần cốt to phết đấy. Tay cốt vẫn đầy đủ nhá, tuy là cái này thanh lý, những cái dòng thanh lý lên đều đầy đủ hết nhá, chứ không thiếu đồ đâu. Đấy, không thiếu đồ đâu các bạn. Đấy, không thiếu đồ. Đây đang chạy bình thường nhá, đang chạy bình thường, vẫn đang chạy ok luôn, nhưng mà vỡ hết rồi. Đấy, vỡ và nó cũng cũ nữa. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã số kính trẻ có nữa này. Đấy, mã này mã số 130. F130 nhá. Con này em gửi đến các bác là đi bảy trăm nghìn nha các bác nhá. F130 700k. Đấy, cả bộ máy luôn. Đấy, các bác về củng cố lại. Đấy, vẫn đầy đủ hết, đàng hoàng hết, không có việc gì cả. Đồng hồ chạy vẫn đang ok, tành tạch suốt nhá. Đấy, tiếp theo còn Aichi, con này là mới tinh luôn các bác nhá, còn mới tinh luôn. Đấy, con này cái này giống như là áo em chưa mặc một lần này. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, về chưa có lau đâu, chưa lau chùi gì nhá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, còn mới tinh luôn. Đây quả lắc, tay lắc của nó vẫn nằm trong bọc bịch luôn nhé. Đó, bọc bịch của nó luôn này. Đấy, tay cốt của nó là còn mới nguyên nhé. Đấy, chưa thấy vết han gì hay là chảy xước cái gì cả. Đấy, cái này cả bộ của nó là nguyên như này, trong này thì lúc nào em gửi đi cho bác là em bỏ bịch này em đóng hàng cho bác nhé. Vẫn còn y nguyên luôn. Đấy, con này thì cốt 30 ngày Aichi Traden. Aichi, con này là con Aichi nhé, cốt 30 ngày. Đấy, các bạn nhìn khung gỗ của nó quá tuyệt vời luôn, các bạn nhìn chưa. Đấy, em cho gần lại cho bác để cái này nó ngắn hơn, lấy con kia nó dài thì em để cách xa, nhưng con này nó ngắn là cho được gần đây rồi đó. Rất đẹp luôn các bạn, con này với chiều cao của nó được 44 cm và chiều ngang này của nó là được 26 cm, đường kính này mặt kính mò 20 cm. Aichi Calendar, còn Aichi Calendar 30 ngày, cốt 30 ngày. Đấy, rồi em sẽ test đến vấn đề chuông. Đó, chuông đánh rất hay, nghe rất vang. Đánh hai gông đồng nhá, đánh hai gông đồng đỏ luôn. Đấy, nhìn rất đẹp, con máy móc các bác nhìn cho máy rất là đẹp luôn. Đây em sẽ cận cảnh này cho bác nhìn phần máy nó nghe, phần trên nó nhìn còn rất bóng bẩy, rất đẹp luôn. Đó, chưa sứt mẻ đâu nhá, chưa có chảy xước gì cả, con này còn mới nguyên luôn các bạn. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em này. Đấy, lên mã cho em là mã số 131 nhé, con F131 này. Con này em gửi đến các bác là đi 2 triệu này. Đấy, 2 triệu cho mã 131 nhé. Tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt vời mặt trời luôn. Các bác nhìn ngắm đi, tuyệt vời luôn.
Rồi em lại lên con Senku này. Hàng này về đẹp luôn, toàn hàng đẹp luôn các bác nhé. Đây là con Senku. Con này có lịch này, à con kia cũng có lịch đấy nhá, quên nãy em không bảo, con kia cũng có lịch, con này cũng có lịch này. Đấy. Con này cũng rất là mới luôn, rất đẹp luôn các bạn. Hàng này về rất đẹp, rất tuyệt vời. Đấy. Senku. 30 phút để một chuông, còn tròn giờ đánh đủ này. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã xem nhé. Con này với chiều cao của nó được 45,5 cm và chiều ngang của nó là đi 26 cm. Đường kính của nó được 2 đúng được 19,5 cm, chưa được 20 cm đâu. Đấy. Cũng mặt kính mo nhé. Đây mặt kính hoa. Đấy, có vẽ. Con này thì cũng còn tương đối là ok. Đấy, con này nó chỉ bị mất cái sợi góc này. Đấy, góc này nó sức này, sức cái này nhá. Đấy, còn lại là cũng bắt đầu ok. Đấy, các bạn nhá. Đó, mấy hàng bãi mà như này là quá đẹp luôn các bạn. Rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em là mã số 132. Con F132. Con này thì lên mã cho em là mã số 132. Gửi đến cho bác là 1.950.000. Đấy. 1.950.000 cho mã F132. Rồi lên một con Lazy gì này. Đấy, con này chuông của nó là đây chuông này. Đấy, 30 phút cũng điểm một chuông. Đó. Còn giờ đánh đủ nhá. Con này đang có ở cái nút kim của nó là 1 giờ, nhưng tại sao nó đánh nhiều như này thì nó ở đây nó có một cái nút để test chuông này. Đó. Đó, bây giờ em test phát nữa này. Đó, phát nữa này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. Đấy, giờ là 7 giờ. 7 giờ thì mà tại sao chỉ 1 giờ mà đánh 7 tiếng? Thì xin đưa các bác là bây giờ bác lại test cho em nữa là lên, nó cứ đẩy lên. Đấy. Đấy là 7 rưỡi nhá. 8 giờ này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này hết. Đó. Bây giờ về, nếu mà các bác về nhà các bác là cứ đẩy cho em, đẩy cái chỗ này có cái thanh đấy này, bác đẩy lên. Đẩy bao giờ đến cái giờ của mình mong muốn thì thôi. Bây giờ bao giờ mình đến lấy kim, ví dụ lấy kim 5 giờ thì mà nó đang ở đánh 10 tiếng thì bác cứ đẩy lên 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 là bác dừng lại cho em. Đấy. Đấy thì con này thì bác quan tâm lên mã cho em là mã số 133 nhá. Đấy, con này chiều cao của nó được 41,5 cm và chiều ngang này của nó được 23 cm. Đường kính này của nó 17 cm. Mặt kính mo. Đấy, quả lắc thì lúc lắc ok, đánh 2 công đồng. Này lên mã cho em mã 134. Con mã F134, con này gửi đến các là 1.250.000 nhá, 1.250.000 cho mã 134. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhá, 134. Rồi tiếp tục lên còn một con Aichi nữa này. Đấy, một con Aichi Thailand nữa nhá. Thailand nữa này. Ba cốt 30 ngày. Đấy, con này cũng rất là đẹp luôn. Còn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nói chung hàng này rất về rất là đẹp. Đấy, con này bên đây bụi bặm chưa lau này. Đó. Với một con này thì các bác nhìn rất là mê luôn, cũng ngang ngửa con lúc nãy. Đấy, con này thì nó có chiều cao của nó là 44 cm.
và chiều ngang này của nó được 26, đường kính của nó cũng 20 cm. Đó, mặt kính của nó, và đây nó có cái hoa khắc đây. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em, mã con này cũng là mã 135 này. Đó, chuông đánh 30 phút cho 1 tiếng và tròn giờ của nó đánh đủ nhá. Cốt 30 ngày và tay cốt của nó vẫn là ok. Đấy, vẫn còn nguyên. Rồi các bác quan tâm lên mã chưa? Đấy là những cái từ long, cái bản lề này còn rất đẹp luôn, chưa có bị hằn gì, chưa có bị sập sạch. 135, con mã F135 các bác nhá. F135, con này em gửi đến bác là 2 triệu này. Đó, 2 triệu cho mã F135. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp và đỉnh luôn. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Đó nè, rất là ok luôn. Trước sau của nó rất đẹp. Đó. Rồi lên một con này là con Aichi nữa này, Aichi Talented nữa này. Con này cũng tốt của nó là 30 ngày. Đấy. Rất là ok luôn. Con này cũng khung gỗ nhá. Con này chiều cao của nó là 41,5 cm và chiều ngang của nó 24 cm. Đường kính con này thì có 18 cm thôi. Đấy, các bác quan tâm phải lên mã cho em này. Lên mã cho em là con này, em thử kính và thử chuông đã. Cắt chuông đã. Đó, chuông của anh rất là vang. Tay cót đầy đủ nhá. Đấy, tay cót còn ok. Đấy. Các quan tâm lên mã cho em nhé. Rất là dợt. Rồi các bác lên mã cho em là mã số 136. Con mã F136. Không nhỉ? Nó là 136. Con 136 này gửi đến bác là 1.400.000. 1.400.000 cho mã F136 các bác nhá. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em F136 1.400.000. Rồi một con Senko nữa này. Con này cũng rất là đẹp luôn. Rất là, còn rất là mới luôn các bạn, rất là mới luôn. Rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em con này nhé. À, con này thì cốt 30 ngày, Senko cốt 30 ngày này. Chiều cao của nó được là đi 43,5 cm và chiều ngang của nó 26 cm. Đường kính của nó cũng được 20 cm các bác nhé. Đường kính mặt này, mặt kính mo. Đấy, còn rất là mới, khá mới mẻ luôn các bạn. Còn khá mới mẻ luôn, các bạn nhìn chưa? Rất đẹp và mới luôn. Có lịch luôn nhá. À, về cái lô này toàn có lịch hết. Đấy, các bác sử dụng các bác xem có ngày giờ, ngày tháng đàng hoàng nhé, thứ ngày tháng. Đó. Đây giờ đến giờ của nó thì nó điểm chuông. Đó. Đó, nghe tiếng chuông rất vang. Cốt của nó 30 ngày. Đấy, cốt của nó 30 ngày các bác nhé. Rồi, các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Đấy, tiếng chuông của nó vang vọng. Đấy, như tiếng chuông nhà thờ luôn. Đấy, chiều cao 43,5 và chiều ngang 26 cm, đường kính của nó 20 cm. Đấy, quả lắc thì rất là lắc, rất đẹp. Rồi lên mã cho em là mã số 137. F137. Con này em gửi đến các bác là 1.900.000. 1.900.000 cho mã F137 các bác nhé. Đấy, hàng này gọi là bao dùng bao xài thoải mái cho bác, ok luôn. Treo lên là chạy, treo lên là chạy nhé. Đấy, cứ treo cân lên là chạy cho em. Đấy, máy móc rất là đẹp luôn, không phải lo. Đấy, máy thì máy tròn, máy trắng nhé. Mấy cái dòng Aichi với Senko hôm nay về là toàn máy tròn, máy trắng rất đẹp. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em mã 137, 1.900.000. Rồi sang mã đồng hồ treo tường này. Đấy, đồng hồ treo tường, con mã này thì
nó bằng nhựa nhá. Đường kính của nó được 28 cm. Con này thì nó dùng một pin tiểu. Nó dùng một pin tiểu con nhá. Đây em xin lấy pin đã. Đó, con này con kim trôi các bác nhá. Đấy, máy kim trôi. Cái này nó trục trặc pin, nó còn pin hay sao, hết pin nữa con. Lòng chân pin các bạn. Đấy, con là máy kim trôi các bạn, máy kim trôi. Con này lên mã cho em là mã số 138 nhé. Con mã F138, con này gửi đến các bác là 150.000. Đấy, 150.000 cho mã F138 nhé. Dùng một máy pin tiểu, pin trung. Rồi lên một con cũng là máy pin tiểu luôn này. Đấy, con này cũng kim trôi luôn. Con này cũng kim trôi nhé. Đấy, con này con lên mã cho em là mã số 139 này. Con F139 này. Con này cũng gửi đến bác 150.000. 150.000 cho mã F139 các bác nhá. Đấy, con này thì đường kính của nó là đi 26 cm. 26 cm cho mã F139 này. Đấy, con lên mã cho em nhá. Đấy, kim trôi. Mặt kính này, mặt kính mo. Rồi lên một con này là con bằng kính này. Con này kim nảy các bác nhá. Con này kim nảy này. Đó, bằng kính kim nảy. Đấy, con này mờ lắm, các bác nhìn không nhìn thấy gì. Đây em giơ gần đây. Đấy, nó bằng kính này. Bằng kính mờ mờ này nhá. Đấy, con này chiều cao ngang của nó được 28 và chiều cao của nó cũng 28 luôn. Con này lên mã cho em là mã số 140. F140 con này em gửi đến các bác là đi cũng 150.000 thôi. Đấy, có 150.000 thôi nhá. F140 có 150.000. Rồi một con Citizen. Con Citizen này chất liệu của nó thì bằng khung bằng nhựa các bạn. Dùng máy pin trung nhá. Máy pin trung, đấy xíu lên pin á. Rồi con này pin trung nhá. Đấy. Con này mặt số nổi này. Đấy, số nổi, kim thì kim nảy nhá. Số nổi. Kim nảy. Máy lớn pin trung. Hàng Citizen. Con này thì nó có cái trục ngang của nó là đi 32 và chiều cao của nó được 31,5 cm. Con này thì ở bốn cái góc này nó có đóng cái khâu lên, khâu bằng đồng coi nhá. Đấy, bốn khâu đồng, khâu đồng. Rồi các bạn lên mã cho là mã số 141 này. Con F141 này. Con này gửi đến các bác là đi $500.000 các bác nhá. 500.000 cho mã 141. Đó. Nên mã cho em là mã 141, 441 là 500.000. Máy Nhật rất đẹp luôn. Rồi lên một con này là con máy rồi, máy tiểu này. Con này kim nảy các bác nhá. Đấy. Nó này đơn giản đấy, cái này đơn giản. Con này lên mã cho em là mã số 142. F142 120.000. F142 120.000 các bác nhá. Đấy, con F142 này.
Rồi lên con này là con Senko, mà con này dùng sóng radio các anh nhá. Con này sóng radio này. Con này lắm nút bật này, không biết là nó là nút gì đây. Con này không thích chạy, cho pin không chạy này các ơi. Không bằng gỗ nhá, sóng radio cho pin không chạy. Nó còn lắm nút gạt lắm, chả có nút gạt nào, nó nút gạt nào. Đấy. Rồi các bạn lên mã ra là mã 143. Con F143 nhá. Con này thanh lý cho bác luôn này. Con này thanh lý là đi 100.000 này nhá, 100.000 cho mã F143. Cho pin không chạy nhá. Đấy, còn rất lắm nút luôn, nút test, nút gạt, nút biết gì đây chả biết, rồi nó bật nó không lên đâu. Này các bác về xử lý này. 143 100.000. Một con 144, con Citizen. Con này cũng sử dụng pin chung nhé. Sử dụng pin chung như chân pin rất xanh lè này, nó có đồng dùng không. Không được các bạn. Citizen, máy lớn, pin chung, nhưng cho pin không chạy. Chân pin xanh lè rồi. Chân pin xanh lè rồi nhá. Đó, 100.000 luôn nhá. 144 140 mấy nhỉ? 2344 đúng không? 1F144 cũng 100.000 này. Đó. F144 100.000 luôn nhá. Đây là nhiều mã thanh lý cho bác lắm. Các bác nào đây con này nữa này. Con này các bác về lấy đồ này. Đấy, con này cũ dính cũ zin rồi. Đấy. Ủa sao pin cháy che chết hết rồi nhá. Này pin viết vẫn còn nguyên này. Che chết hết rồi. Con này cũng thanh lý cho bác, về các bác lấy đồ này, 100.000. Mã 145. F145 100.000. Đấy. Bác về lấy đồ nha, lấy phụ tùng nhá. Đấy, pin bùng che chết hết này. Rồi lên con Senko này, con Senko này nhìn rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Nó có mặt kính của nó, kính cường lực nó cắt nghiêng. Con này dùng hai pin tiểu này. Con này thì dạy sóng radio rồi. Cũng không chạy luôn. Cũng không chạy luôn các anh nhá. Cũng không chạy luôn các bạn. Thanh lý luôn. 146. F146 cũng 100.000. Rồi, tiếp tục hôm nay về được cái lô bình thủy này. Đấy, lô bình thủy nhá, còn đang rất là bụi bặm dơ dáy này. Đấy, lên cho bác luôn. Cái này thì em lưu hàng về lô bao điện cho bác luôn nhá, bao điện. Lô này chỉ bao điện cho bác thôi, còn là lòng nồi thì nói chung là nó sẽ có những cái lòng nồi nó bị dơ. Đấy, cho nên là các bác về xử lý lòng nồi cho em nhá. Còn là em sẽ test cho các bác là bao điện cho các bác luôn, là bao điện cho bác xài thoải mái, là điện cắm điện ok, lên ok. Đấy, đun nước thoải mái. Còn lòng nồi thì em không có thời gian vệ sinh. Thì các bác quan tâm thì lên mã cho em. Con này dung tích của nó là đi 3 lít nha các bác nhá. Dung tích của nó là dung tích 3 lít. Đấy, hãng Tiger. Đây các bác này. Đấy, trong này rất là đẹp luôn. Đấy. Lòng nồi thì tùy từng con. Con này thì rất đẹp. Đấy, con này còn rất đẹp. Con nước vẫn còn nước ở trong này. Đấy. Vận chuyển từ bên đấy về và nước vẫn còn. Đó thì các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là
con này thì dung tích của nó 3 lít thì nói chung là khỏi cảm thấy đo đạc gì bác nhỉ. Đấy, đo đạc thì nó hay là nó khó đo, nó bầu bầu bí bí này, nó khó đo. Đấy, chỉ biết là dung tích của nó 3 lít thôi. Đấy, thì con này các bác liên mã cho em là mã số đấy là mã số 30 mấy nhỉ. Còn mã số 146 à? Đúng rồi, mã 146. Giờ tới 147. Đấy, giờ 147 nhá, lên mã 147 này. F147 con này em gửi đến các bác là đi 260.000 cho nhá, 260.000 cho mã 147. 250.000 thôi, 250.000 nhá. Đấy, 250.000 thôi. Cho mã F147. Bao điện, không bao không lò nồi, không vệ sinh được. Không vệ sinh được nhá các bác nhá. Thì chỉ là bao điện cho các bác thôi. Hàng về chỉ bao điện thôi. Đó. Rồi. Bác muốn lấy con nào lấy, rồi chung bao điện thì em con nào em cũng báo cái giá đồng giá thôi. Đấy. Đấy. Đây con này, như con này đây thì nó lòng nổi như này. Đấy, lòng nổi như này. Đấy. Còn đang rất là những cái không biết là người ta nấu cháo hay cái gì đây. Đấy, hay nấu yến mạch cái gì đây nó vẫn còn đây này. Đó. Thì các bác về vệ sinh lòng nồi thôi là ok, còn tất cả mọi thứ thì là đều ok hết, đều được, vẫn đun nước bình thường. Bao điện trong bác là vẫn sống. Con này dung tích của nó cũng 3 lít các bác nhá, dung tích của nó cũng 3 lít. Đó. Hiện trạng của nó thì nó cũng có móp, này cũng có móp mà thì nó là vỏ nhôm, cho nên nó có móp. Cái này em chỉ có là vệ sinh bên ngoài thôi, còn là cái phần những cái phần bên trong này em không thể vệ sinh được. Đấy. Chỉ lau chùi thôi. Đấy thì các bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhé. Mã này là mã số 148. Mã 148 nhá. Bao điện cho các bác. F148 cũng 250.000. Đấy, F148 cũng 250.000 nhá. Rồi lên một con này là con này dung tích của nó 2.2 lít. Rất là dơ. Con này thì móp này, con này móp này. Đấy. 2.2 lít. Đấy, con này lòng nồi nó cũng rất là còn đẹp. Đấy, lòng nồi còn rất đẹp nhưng mà bị móp ngoài. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã số 149 nhá. Con mã 149 này. Dung tích của nó 2.2 lít. F149 2.2 gửi đến các bác là 230.000. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé, 230.000. Rồi tiếp một con này là con Tiger nữa này. Đấy, con Tiger. Con Tiger này thì dung tích của nó cũng là 3 lít này. Đấy, dung tích của nó 3 lít. Đấy, con lòng nồi con này còn đẹp này, lòng nồi còn rất đẹp luôn con này nhá. Lòng nồi còn ok luôn, sáng trưng luôn. Đấy, sáng trưng luôn. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số con Tiger mã số 149 này. Con mã 149 nhá. F149, con này em gửi đến các bác là đi 300.000. Mã 149 này. Đấy, Tiger. Lòng nồi tuyệt vời. Rồi tiếp đến một con này là con Joji Joji. Con này dung tích của nó cũng 3 lít các bác nhá. Đấy, thân hình ngoài này thì vỏ trắng. Cũng còn tương đối là đẹp. Con này không thấy móp. Này không thấy móp. Đấy. Còn tương đối là đẹp. Lòng nồi của nó thì cũng vậy luôn nhá. Đây này. Nó cũng dùng nấu cái gì ấy, cho nó đang nóng vào đây. Còn cái phần trên này thì các bác nhìn cho em lau này.
đấy, lau nó hết luôn nhá. Đấy, nó kiểu nó bốc hơi lên trong những cái kiểu nó nấu cái gì ấy. Rom xiếc còn rất là ok. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì lên mã cho hàng bao điện nhé. Đấy, lên mã cho em là mã số 150, con F150, dung tích của nó 3 lít. Đấy, dung tích của nó 3 lít, hàng Yoshi. F150, con này em gửi đến có 270.000, hàng Yoshi. F150 270k. Đấy, giờ các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé, lên mã cho em. Đấy, trong video có sản phẩm nào thì các bác cứ lên mã và alo cho em theo số điện thoại 0818132198 các anh nhé. Đấy, F150. Đấy, còn cái nữa, còn cái nữa. Đấy, này về được mấy cái. À, Yoshi nữa này, con này cũng Yoshi. Con này dung tích cũng nó cũng 3 lít này. Lòng nồi của nó thì đây, nó cũng như vậy luôn. Đấy, lòng nồi này. Đó, các bạn nhìn lòng nồi của nó. Đấy. Con này thì lên mã cho em là mã số 151. 151 250.000. Mã F151 nhá, 250.000. Đấy, cho mã F151 Yoshi. Lòng nồi thì nó hơi xấu tại vì các bác về các bác vệ sinh. Cái này thì nó không phải xấu đâu, vệ sinh rất là ok luôn, da là ok, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Nó là bị kiểu người ta nấu cháo hay nấu yến mạch hay nấu cái gì ấy là nó đứng cặn lại ấy. Chứ còn cái này em bóc, cái này lại bóc ra này. Cậy ra được đây. Đấy. Cậy ra luôn. Nhưng mà cái này các bác phải về phải đun nước nóng cơ. Đấy, cứ cho nước vào đun sôi xong để ở đấy, ủ ở đấy xong là nó ngấm nước và nó bong ra. Đấy, chứ bọn em không thời gian là làm mấy cái này nó rất là lâu, em lại phải đồng hồ đồng nhiếc nữa thì nó hơi lâu, không làm được. Đấy thì các bác quan tâm thì lên mã cho em nha, lên mã cho em là con Yoshi, mã F151 250.000, hàng bao điện các bác nhá, hàng bao điện. Đấy, các bác lên mã cho em. Đấy thì trong video và dây điện thì là có đầy đủ cho bác luôn nhé. Đấy, trong video mà các bác quan tâm mã nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198, em đã ép trên màn hình rồi, ghim trên màn hình rồi thì các bác cứ liên hệ cho em. Đó. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.